Và bác sĩ Đà thân mến là với cái tình trạng là khàn tiếng mất tiếng thì Ngọc Mai được biết rằng là không chỉ có cái bệnh lý là hai dây thanh không khép kín mới có cái tình trạng này đâu mà rất nhiều bệnh lý khác về họng. Ví dụ như viêm họng kéo dài chẳng hạn chúng ta cũng có thể bị mất tiếng khàn tiếng đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được rằng là cái tình trạng khàn tiếng mất tiếng này là do hai dây thanh không khép kín hay là do một bệnh lý nào khác về họng ạ thưa bác sĩ? Dạ vâng. Gây nên cái khàn tiếng này có rất nhiều. Dạ vâng. Có khi là rất là thú vị là là Ngọc Mai nêu tôi là cái viêm họng, cái viêm họng nó hay gặp lắm. Vâng ạ. Mỗi khi thay đổi thời tiết mà thất thường nếu chúng ta không giữ ấm ở cái họng thì nó gây viêm họng và gây viêm họng đầu tiên là nó sốt này nó ho này và có kèm theo cái khàn tiếng những cái tình trạng khàn tiếng do viêm mọng nó chỉ thoáng qua thôi dạ. và nó chỉ một hai ba cái ngày đầu nó có thể nó tự khi nếu như ta được điều trị nếu cái sức đề kháng có thể của chúng ta tốt thì nó cũng tự giảm và nếu như chúng ta lại có thêm một số các cái thuốc hợp lý để điều trị các cái viêm mọng nếu do nguyên nhân là viêm nhiễm do vi trùng thì người ta dùng các cái thuốc kháng viêm các cái thuốc kháng sinh để chống để diệt các cái khuẩn rồi người ta giữ gìn cái sức khỏe người ta giữ cái ấm và người ta làm vệ sinh sạch sẽ cái hầu họng tức là người ta xúc miệng nước muối này và người ta tránh các cái đồ ăn có lạnh thì vân vân thì nó thoáng qua nhưng như vậy thì cái khẳng tiếng cho cái người của cái cái đau họng mà viêm mọng cấp tính ấy thì nó cũng có khẳng tiến có tiếng nó ồ ồ có thèm nó sốt nhưng nó sẽ nhanh chóng nó khỏi rất là nhanh trong vòng từ 3 đến 3 ngày cho đến một tuần là chúng ta có thể trở lại cái tiếng nói bình thường nhưng mà trong cái viêm thanh quản thì nó lại khác nếu như trong viêm thanh quản mà khi mà cấp tính và càng cái rõ hơn là trong cái mãn tính thì cái khản tiếng, cái nói khan, nói khàn, nói không ra tiếng nó cứ kéo dài rất dài, có khi thằng vài tuần mà thậm chí là, là có những người là bị rất là lâu có cái vài tháng thậm chí có cái để lại cái 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 gần như là rất nhiều năm nếu như không được điều trị Đúng có thật. những người chúng tôi cũng đã gặp rồi có những người mà cứ nói khàn nói khàn là do làm nghề cô là giáo viên thế thì cái chúng tôi biết cô từ lúc từ lúc còn trẻ cô vẫn khàn tiếng và nói ra cũng không, không điều trị nhưng đến khi hai ba mươi năm sau thì tiếng nó vẫn cứ khàn như thế này nó thành cái tật vẫn chữa không được và mặc dù là đã có can thiệp bằng cái này cái kia không được như vậy thì cái khàn khàn tiếng của cái người việt với cái khàn tiếng của người viêm thanh quản cũng là khàn tiếng nhưng một bên là có kèm thêm cái đau rát cổ họng và nó phục hồi rất là nhanh sau khi được điều trị bằng các cái thuốc hợp lý đó là ừ. những cái kháng sinh những cái thuốc chống viêm và những cái vitamin và cái chế độ uh, vệ sinh hầu gọng tốt. Thế còn của cái người viêm thanh quản mà viêm thanh quản kéo dài và mãn tính ấy thì rất khó khăn trong có cái việc phục hồi cái cái tiếng cản tiếng nếu như chúng ta không có cái phương pháp chữa trị thích đáng hoặc không có những cái biện pháp mà sự phòng bằng các các cái thuốc hoặc những cái thảo dược hợp lý. Dạ vâng ạ, đó là những kiến thức vô cùng hữu ích từ bác sĩ Trần Quang Đạt về việc là chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt được hai căn bệnh đó là viêm họng và căn bệnh hai dây thanh không khép kín cùng có chung một cái trạng thái, một cái tình trạng đó là bị khàn tiếng, mất tiếng đúng không ạ?